những người phụ nữ chân chính không bao giờ cần mỗi tiền đâu, hoặc tiền sẽ không phải là cái yếu tố tiên quyết đâu. Bởi vì kể cả các anh không có tiền đi chăng nữa, thì những người phụ nữ chân chính vẫn sẽ ở bên các anh, thậm chí cùng với các anh gánh vác sự nghiệp, gánh vác công việc, cùng chăm lo cho gia đình. Từ bạn đời đến bạn đạo, bộ sách giúp bạn vun bồi hành trang, xây dựng một cuộc sống gia đình hạnh phúc, thắp lên ngọn lửa yêu thương cho chính bạn và gia đình. Có thể nói rằng tình yêu hôn nhân là một dạng mối quan hệ mà có thể đem cho chúng ta rất nhiều hạnh phúc, rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau. Và nếu như chúng ta không có sự chuẩn bị sẵn sàng cho tình yêu hôn nhân, hoặc chúng ta không chăm sóc nó mỗi ngày, thì bên cạnh sự hạnh phúc, nó còn mang đến cho chúng ta những nỗi muộn phiền, những khổ đau nữa. Và Tuệ An thì thường xuyên chia sẻ dưới góc nhìn của một người phụ nữ trong tình yêu hôn nhân. Nhưng trong video này, chúng ta sẽ xoáy lại đi. Chúng ta cũng đứng dưới góc nhìn là một người phụ nữ, nhưng hãy nhìn xem một người phụ nữ thì cần gì ở một người chồng, cần gì ở một người bạn trai, cần gì ở một người yêu. Và những anh nam giới mà xem video này thì hãy thấu hiểu hơn người phụ nữ của mình, để từ đó biết cách chăm sóc hơn trong mối quan hệ tình yêu hôn nhân của mình và có được sự hạnh phúc hơn nhé. Tôi đã từng chia sẻ rất nhiều rằng chúng ta cần phải có một sự tử tế trong tình yêu. Và sự tử tế đó, đầu tiên đó chính là sự hiến tặng. Sự hiến tặng cho nhau đó là chúng ta cho đi mà chúng ta không có mong cầu nhận lại. Và sự hiến tặng ở đây cũng hàm nghĩa rằng chúng ta phải cho đúng cái thứ mà đối phương muốn, thì đó mới gọi là hiến tặng. Chứ thông thường chúng ta chỉ cho cái thứ mà chúng ta thích cho thôi. Ví dụ những anh đàn ông thì thường xuyên coi trọng sự nghiệp của mình, thường xuyên nhận rằng mình là trụ cột, thế nên mình phải đi kiếm tiền. Điều này cũng tốt. Và thật ra chị em phụ nữ chúng tôi cũng rất biết ơn cánh mày râu vì điều này. Tuy nhiên, có rất nhiều người đàn ông thì vì mải mê kiếm tiền mà quên mất rằng người vợ của mình, con của mình không chỉ cần mỗi tiền của mình. Và những người đàn ông đó chỉ biết đem tiền đến và cho thôi. Và bạn biết không, đó là cho cái thứ mà mình thích cho, nhưng chưa chắc đã là cái thứ mà đối phương muốn nhận. Vậy đối phương muốn nhận gì? Bởi vì nếu như một người đàn ông chỉ lao ra ngoài để kiếm tiền, rồi chỉ trở về nhà những lúc say rượu, những lúc mệt mỏi, những lúc khó chịu, thì đôi khi bên cạnh tiền bạc và vật chất còn cho những người thân yêu cả những sự tổn thương, cả những lời nói vô tâm, cả những điều rất tệ. Và điều đó sẽ làm cho chúng ta ngày càng xa nhau. Vậy nên nghe các anh đàn ông xem video này, hãy hiểu xem người phụ nữ cần gì nhất từ đàn ông. Sự thật là những người phụ nữ chân chính không bao giờ cần mỗi tiền đâu, hoặc tiền sẽ không phải là cái yếu tố tiên quyết đâu. Bởi vì kể cả các anh không có tiền đi chăng nữa, thì những người phụ nữ chân chính vẫn sẽ ở bên các anh, thậm chí cùng với các anh gánh vác sự nghiệp, gánh vác công việc, cùng chăm lo cho gia đình. Và một người phụ nữ, điều đầu tiên họ cần là cần sự quan tâm, cần sự chia sẻ. Khi họ buồn, khi họ có sự tổn thương, khi họ có một vấn đề nào đó, họ cần nhất là người đàn ông của họ nói hai cái từ anh đây. Gọi là một cách ẩn dụ thôi, có nghĩa là anh đây, anh ở bên em rồi đây, có mặt anh đây. Anh sẽ cùng với em để nắm tay em, để chăm sóc em, để chúng ta có thể cùng nhau giải quyết vấn đề. Và nếu khi mà họ cần đến bạn mà bạn không anh đây ấy, bạn không có ở bên họ ấy, thì họ sẽ rất tổn thương. Và nếu như chuyện này kéo dài ấy, khéo họ sẽ không muốn ở bên bạn nữa. Bởi vì những người phụ nữ có thể họ sẽ độc lập đến mức họ không cần một người đàn ông, hoặc họ sẽ phải đi tìm một người đàn ông khác. Khi một người đàn ông đi ngoại tình thì rất có thể để muốn có thêm thôi, để thỏa mãn một nhu cầu gì đó thôi. Nhưng nếu như một người phụ nữ mà phải đi ngoại tình, thì điều lớn nhất, nguyên nhân lớn nhất nó đến từ cái việc đó là người phụ nữ đó đã quá đau khổ, đã quá tổn thương khi không nhận được sự quan tâm, chăm sóc, mà đôi khi là những cái sự lạnh nhạt từ người bạn đời của mình.
Vậy nên hãy luôn luôn ở bên cô ấy, lắng nghe cô ấy, dành thời gian cho cô ấy. Đôi khi bạn không cần phải nói gì cả, bạn cũng không cần khuyên bảo, không cần làm gì, chỉ cần ở bên cạnh, lắng nghe, nhẹ nhàng và thấu hiểu. Điều thứ hai mà một người phụ nữ cần ở một người đàn ông, đó là được tôn trọng và được yêu thương. Phụ nữ là một tuýp mà sống rất nhiều bằng tình thương, lúc nào cũng nghĩ đến việc thương người này, thương người kia. Đôi khi phụ nữ hơi bị mắc kẹt vì sống quá nhiều bằng tình thương. Nhưng nếu chúng ta là bạn đời thì hãy thương lấy cô ấy, hãy quan tâm đến cô ấy, và đặc biệt hãy tôn trọng cô ấy. Kể cả bạn có ra ngoài kia trở thành một ông chủ, kiếm được rất nhiều tiền đi chăng nữa, hãy đừng bao giờ coi mình cũng là sếp của vợ. Tại vì bạn biết không, chúng ta thường xuyên có năng lực làm sếp của người khác. Nhưng khi bạn làm sếp cho nhân viên thì nhân viên phải nghe thôi, tại vì bạn trả lương cho nhân viên mà. Nhưng nếu như bạn cũng muốn làm sếp của vợ mình luôn mà mất đi sự tôn trọng, mất đi sự yêu thương và mất đi sự ghi nhận, thì mối quan hệ giữa bạn và vợ sẽ không bao giờ tốt. Đâu phải tự nhiên mà một người đàn ông thành đạt được ở bên ngoài đâu. Đâu phải một mình người đàn ông làm được việc đó đâu. Mà có rất nhiều những nhân duyên, có rất nhiều những sự giúp đỡ từ những đối tượng khác, có thể là giúp đỡ trực tiếp hoặc gián tiếp, và không thể thiếu được sự giúp đỡ từ vợ của mình, phải không bạn? Cô ấy đôi khi đã hy sinh sự nghiệp, hy sinh thời gian để ở nhà, để chăm sóc con cái, để làm chỗ dựa vững chắc, trở thành hậu phương cho bạn. Vậy nên tất cả những thành tựu của bạn phải chăng cũng có sự đóng góp của vợ mình. Và điều đó khiến cho chúng ta cần phải tôn trọng những người vợ. Và đó là một cái mong mỏi mà Tuệ An nghĩ rằng nó cũng rất chính đáng của những người phụ nữ. Đó là điều phụ nữ cần ở đàn ông. Điều cuối cùng mà Tuệ An sẽ chia sẻ với các bạn trong video này, một cái điều rất nhỏ nhưng mà phụ nữ thì rất hay cần. Và nếu như người đàn ông làm được những cái việc nhỏ này, nó không quá khó để làm đâu, nhưng mà những người phụ nữ chắc chắn là sẽ rất cảm kích, sẽ rất trân trọng và sẽ cực kỳ gọi là rung động đi. Đó là chia sẻ với vợ, với người yêu những cái việc nhỏ, những cái việc có thể nói thậm chí là việc lặt vặt, những cái điều tưởng chừng nhỏ nhoi thế nhưng mà lại mang đến những cái ý nghĩa rất lớn. Ví dụ như nếu như bạn thấy cô ấy đang rất bận rộn trong việc chăm con, hãy đứng lên, đừng ngồi một chỗ và chơi game nữa. Hãy giúp cho cô ấy một việc gì đó, giúp cho cô ấy nhặt rau, giúp cho cô ấy rửa bát. Hoặc khi cô ấy rửa bát chẳng hạn, bạn hãy đứng bên cạnh và úp bát hộ. Những cái hành động tưởng chừng rất nhỏ đó nhưng lại có thể nâng đỡ tinh thần và tâm hồn của người bạn đời của bạn rất lớn. Và phụ nữ thì cũng rất nhạy cảm, nên kể cả là những cái ngày đặc biệt cô ấy không nói ra thì bạn cũng đừng bao giờ quên nhé. Bạn có thể nốt sẵn vào điện thoại hoặc vào lịch những cái ngày sinh nhật, ngày cưới, ngày kỷ niệm. Và thừa dường như khi mà chúng ta còn yêu đương thì cánh đàn ông cũng rất lãng mạn, thường xuyên nhớ những cái điều này từ những cái điều rất nhỏ. Tuy nhiên đến lúc mà chúng ta lấy người ấy về rồi thì chúng ta lại lãng quên đi mất. Và nếu như chúng ta lãng quên, nếu như chúng ta không chăm sóc cho mối quan hệ thì làm sao mối quan hệ đó được phát triển và tốt đẹp. Và bạn tin đi, bạn trao đi điều gì, bạn sẽ nhận lại điều đó. Phụ nữ chỉ cần yêu thương, chỉ cần lắng nghe, chỉ cần thấu hiểu, chỉ cần tôn trọng thì chắc chắn cô ấy sẽ là cái người bạn đồng hành rất chung thủy ở bên bạn suốt cả cuộc đời này.